Thưa quý vị, có hoa và quả màu tím, vị ngọt đậm, hơi chát, mang giá trị dinh dưỡng cũng như tác dụng tốt cho sức khỏe. Quả sim rừng còn được người dân xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa ưu ái gọi với cái tên là thần dược, là lộc trời. Và tại đây thì có một sản phẩm từ sim rất độc đáo, được công nhận đạt chất lượng sản phẩm OCOP 3 sao. Đó là sản phẩm rượu sim rừng Bảo An của hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thanh Hà. Vì vậy, ngày hôm nay thì hãy cùng chuyên mục review các sản phẩm OCOP của báo Thanh Hóa đến với cơ sở sản xuất rượu sim Bảo An để cùng tìm hiểu về sản phẩm này nhé. Rượu sim rừng Bảo An là đơn vị tiên phong sản xuất rượu kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương pháp truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp ra thị trường những sản phẩm sạch 100%, an toàn và bảo đảm chất lượng. Đến nay, sản phẩm đã được công nhận đạt chất lượng OCOP 3 sao. Rượu sim rừng là sự kết hợp giữa quả sim rừng và rượu gạo nếp trắng quê hương Hoàng Xuân, Hoàng Hóa, Thanh Hóa đã tạo nên thức uống có vị thơm nồng, dịu ngọt, làm say đắm lòng người và nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Quả sim có tác dụng như một loại thuốc đông y, thơm nồng, tính ôn nên dễ xử lý khi ngâm rượu. Vị ngọt chát rất tốt cho hệ tiêu hóa, rất phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Quy trình sản xuất ra thành phẩm rượu sim mang thương hiệu Bảo An phải trải qua các công đoạn. Từ nấu chín gạo rượu, gạo chỉ sắt một lần để loại bỏ trấu mà vẫn còn màng gạo. Sau đó giải mỏng, chờ cho nguội hẳn và rắc đều men rượu đã được tán mịn lên bề mặt. Sau 15 đến 25 ngày sẽ dùng nhiệt chưng cất thành rượu. Sau đó khử độc tố trong rượu rồi kết hợp cùng sim rừng tự nhiên ngâm theo tỷ lệ 0,5kg sim trên 1 lít rượu. Sau đó đem đi ngâm ủ trong vòng 6 tháng, rượu càng ngâm ủ lâu lại càng thơm, ngọt, đậm vị. Nhờ vào việc sử dụng kết hợp các loại máy móc, trang thiết bị hỗ trợ chưng cất rượu đã giúp cho quy trình sản xuất rượu sim Bảo An hiện đại, hiệu quả hơn, song vẫn giữ được tính truyền thống và dễ dàng phát triển hơn trong tương lai. Nhờ sử dụng men rượu chất lượng, rượu luôn được xử lý qua máy lọc rượu và máy lọc cặn bã. Rượu sim Bảo An ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, từng bước tiếp cận những thị trường khó tính nhất. Dạ vâng, không biết là chị có thể chia sẻ thêm về cái ý tưởng ra đời sản phẩm rượu sim và cũng như là cái ý nghĩa của tên là rượu sim rừng Bảo An không ạ? Thực ra là cái ý tưởng khi mà sản xuất cái rượu sim rừng Bảo An ấy, xuất phát từ cái cá nhân của mình thôi. Có nghĩa là chồng mình đi rất là hay đi giao lưu, hay phải uống rượu và uống rượu không rõ nguồn gốc này, không đảm bảo an toàn, hay bị đau đầu, hay bị mệt mỏi rồi lại háo nước. Nên là khi mà mình làm ra sản phẩm này thì mình muốn là không bị đau đầu này, không bị háo nước, không bị mệt mỏi. Đấy. Và cái thứ hai nữa là để tận dụng được cái nguồn nguyên liệu của địa phương và nâng cao giá trị nông sản của địa phương, kèm theo nữa là để cho bà con có nguồn thu nhập từ các cái loại quả sim rừng này. Cái thứ hai nữa là về cái tên Bảo An á, có nghĩa là đảm bảo an toàn. Đây cũng chính là slogan của thương hiệu rượu sim rừng Bảo An. Dạ vâng, để được công nhận là một sản phẩm OCOP 3 sao thì chắc hẳn là những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn yêu cầu đầu vào của nguyên liệu nó rất là khắt khe đúng không chị? Cái tiêu chuẩn mà để được OCOP 3 sao rất là khắt khe từ nguồn nguyên liệu đầu vào. Ví dụ như là gạo, gạo thì mình lấy từ sản phẩm gạo quê và ngâm ủ với men thuốc bắc để được cái một cái vị rượu nếp truyền thống của quê nhà. Thứ hai là về quả sim rừng, khi mà lấy quả sim rừng thì về thì mình ngâm rửa và nhặt và xử lý sim rất là sạch, và để ngâm được những cái sản phẩm rượu sim rừng từ quả sim rừng ngon nhất. Và cái thứ ba nữa là mình sử dụng các cái nguồn sản phẩm từ tự nhiên, đem công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất để được một cái sản phẩm đảm bảo an toàn đưa được đến tận tay khách hàng người tiêu dùng. Không biết là quy trình mà làm ra một sản phẩm rượu sim rừng Bảo An này thì nó có cái điều gì khác so với những loại sản phẩm rượu khác không ạ? Quy trình làm rượu sim rừng Bảo An á, thì có rất là nhiều sự khác biệt so với những sản phẩm khác. Ở đây rượu sim rừng Bảo An được lấy hoàn toàn từ rượu gạo nếp, được ngâm ủ qua men thuốc bắc. Mình lên rượu bằng cái men thuốc bắc á, thì nó có một cái lợi ích rất là tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là không đau đầu này, không mệt mỏi này, không chóng mặt này, say chậm và tỉnh nhanh.
là một loại rượu đặc biệt đem đến những cái tác dụng tốt cho sức khỏe nữa. Vậy thì chị có một cái lưu ý gì cho quý khán giả được biết khi mà mình sử dụng cái loại rượu sim rừng này không ạ? Khi mà mình uống rượu sim rừng Bảo An thì có rất là nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, nhất là về đường ruột. Đấy, thì tuy nhiên khi mà sử dụng rượu sim rừng Bảo An thì các bạn nên uống 1 đến 2 ly trên một bữa ăn để gia tăng được cái tác dụng nhiều nhất của cái rượu sim rừng Bảo An này. Với kinh nghiệm nấu rượu gia truyền lâu năm, quy trình sản xuất và chế biến nghiêm ngặt, có đầy đủ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố chất lượng, đăng ký thương hiệu, mã số, mã vạch, sản phẩm rượu sim Bảo An luôn được khách hàng ưu ái lựa chọn. Không những thơm ngon, chất lượng và an toàn, sản phẩm còn có mẫu mã đẹp, sang trọng, là một trong những lựa chọn của khách hàng để làm quà biếu tặng bạn bè, người thân vào các dịp lễ Tết. Chính dư vị cay nhẹ, hương sim thơm nồng, một phong vị không quá đỗi xa lạ nhưng cũng chẳng thân quen, khiến cho ai đã từng nếm thử rượu sim Bảo An một lần đều sẽ ấn tượng mãi. Đến đây, chuyên mục review các sản phẩm OCOP của báo Thanh Hóa xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tại những số tiếp theo.